cái dần mây thì mây thì tượng trưng cho cái năm nay là năm Thìn, mây là rồng. Thường thường thì trong nền Phật pháp ông bà già xưa thì nói là rồng mây cũng muốn rồng mây là rồng mà tượng trưng cho trong cái năm nay là cái năm Thìn. Mà năm Thìn thì thường thường thì trong kinh sách Phật nói là năm Thìn bảo lục. Thì bảo lục đầu năm tới giờ thì hồi đầu năm thì từ tháng giêng tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 cũng chưa có cơn mưa nào mà lượng mưa nào mà gọi là lớn, nó to tát hơn. Nhưng mà từ khi mà tháng 6, tháng 7 thì cũng có những cái lượng mưa và có những cái mà cơn bão, thì gió lốc cũng có, gió sấy cũng có, rồi bão lụt cũng có. Thì nửa năm đầu thì nắng hạn, nửa năm sau từ tháng 6 đổ về tới cuối năm có lẽ là một cái sự biểu hiện của trời Phật để cho biết là tới đây rồi bão số 03, đất trời dậy sóng, người sụp đất, người sống có hữu duyên gặp được chị sư tỷ Ngọc Huệ Minh tại nơi đây. Thì cư sĩ kính chào bà con cô bác và huynh đệ. Cư sĩ cũng có thắc mắc vài điều để muốn hỏi ý của chị Ngọc Huệ Minh. Chị Ngọc Huệ Minh kính chào quý khách đi khán giả đây. Chị Ngọc Huệ Minh, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Quyền Cung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nam mô Vô Thượng Hư Không Duy Trì Phật Mẫu Dưỡng Sanh Bỏ Mạng Từ Tôn Đại Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh, và nam mô con cung kính thầy các đấng thiên liêng, và nam mô một ngày mới. Và Ngọc Huệ Minh xin chào tất cả cô bác xa gần trên cộng đồng mạng, toàn thể một ngày mới được vui vẻ, sức khỏe dồi dào, thân tâm thường an lạc, và đạo quả sớm mau thành. Và nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính hỏi chị Ngọc Huệ Minh vài điều, tại vì mấy ngày nay đó là ở Bình Dương đó, chị Ngọc Huệ Minh xuất hiện đó một đám mây đó nghe, chưa bằng cũng như là một cái cơn lốc gì đó chị, mà cái mạng xã hội nó hiện nay nó đang hot, thì chị nghĩ trong đó nó có quyền cơ gì không chị Ngọc Huệ Minh? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, nam mô A Di Đà Phật. Cái lời hỏi của đệ Vũ Trung Phương, Ngọc Huệ Minh cũng xin chia sẻ như thế này, biết làm sao thì nghĩ như sao thì chia sẻ như thế, mà có đúng sai hay phải trái gì thì cũng xin cộng đồng mạng cũng hoan hỷ và đóng góp thêm để cho cái sự hiểu biết của Ngọc Huệ Minh nó được rộng mở ra và lan tỏa ra thêm nhiều để cho cô bác các nơi đều được cảm nhận và thấy và hiểu biết, và trong cái thời kỳ này để mình tu sao cho mau là thành đạo quả cho rốt ráo. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái dần mây, thì mây thì tượng trưng cho cái năm nay là năm Thìn, mây là rồng. Thường thường thì trong nền Phật pháp ông bà già xưa thì nói là rồng mây cũng muốn rồng mây là rồng mà tượng trưng cho trong cái năm nay là cái năm Thìn. Mà năm Thìn thì thường thường thì trong kinh sách Phật nói là năm Thìn bảo lục. Thì bảo lục đầu năm tới giờ thì hồi đầu năm thì từ tháng giêng tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 cũng chưa có cơn mưa nào mà lượng mưa nào mà gọi là lớn, nó to tát hơn. Nhưng mà từ khi mà tháng 6, tháng 7 thì cũng có những cái lượng mưa và có những cái mà cơn bão, thì gió lốc cũng có, gió sấy cũng có, rồi bão lụt cũng có. Thì nửa năm đầu thì nắng hạn, nửa năm sau từ tháng 6 đổ về tới cuối năm có lẽ là một cái sự biểu hiện của trời Phật để cho biết là tới đây rồi bão số 03, đất trời dậy sóng, người sụp đất, người sống thần, và các nơi đều phải bị chịu cái cảnh là khủng cố này, tại vì đây là cái điềm trời rồi, báo mộng mà. Thì tất nhiên là để cho một cái sự là mình nhìn thấy vậy mà mình biết đây tới đây nó sẽ diễn biến những cái biến cố ra, rồi mình gắng lo giác ngộ, lo tu, lo làm hiền, mà lo niệm Phật cho rốt ráo trong cái thời kỳ mạt pháp này.
tại vì cái thời mạt pháp là cái thời ân xá, mà cái thời tận diệt, vừa ân xá mà vừa tận diệt. Ân xá là cái gì? Những người mà biết lo giác ngộ, hiểu biết và thất tỉnh, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh gì đó. Người biết giác ngộ, biết lo quỳ đầu hướng thiện, nghe tiếng chuông ngân để lo tu hiền niệm Phật. Còn tận diệt là gì? Tận diệt là những người không có giác ngộ, không có làm hiền, thì tối ngày chỉ biết lo tạo cái quả, tạo cái những cái từ cái ý là ác, ác khẩu vọng ngữ, tất nhiên là làm những cái điều ác. Mà Đức Phật cho mình biết là phước nhỏ đừng bỏ mà tội nhỏ đừng làm. Thì cho nên từ cái ý chí của chúng ta và từ cái mà thân khẩu ý chúng ta mà nó gây lên những cái nghiệp lực của xã hội quá nhiều. Con giết cha, rồi vợ giết chồng, rồi anh em tương tàn, tương sát lẫn nhau cũng vì cái gì? Từ cái ham hố, từ cái giành dục, từ cái là danh lợi tiền. Mà nó phải dục thúc cho chúng ta đi đến cái con đường là phải tương tàn, tương sát lẫn nhau. Cho nên từ cái khi mà 3-4 năm nay, từ cái cơn mà dịch bệnh đó, là cho tới năm nay là dường như cũng gần giáp 4 năm, thì nhiều cái biến cố xảy ra, mà cũng nhiều là những cấp bậc mình đã xuất hiện trên cõi ta bà này để người ta thể hiện ra những cái tính cách, những cái biểu hiện là đạo đức để cho cộng đồng mạng, để cho tất cả các nơi, nước trong và nước ngoài, trên toàn phẩm dục thế giới này đều nhìn thấy đó mà giác hội hết luôn. Cũng như 2 năm trước thì có cô là bé Tường Lan là xuất hiện ra đời để chi, để kêu gọi là tình thương, khu khổ ban dung, gọi là cơm gạo áo tiền để giúp đỡ cho những người nghèo, người khổ, người khó. Rồi nó qua một cái là chu kỳ đó, một cái thời gian đó, rồi tới bắt đầu là sư Minh Tuệ xuất hiện là cái ánh đạo vàng của chư Phật mười phương. Thì hai cái vị này là một vị đại diện cho Bồ Tát và một vị đại diện cho bên Phật, để xuất hiện ra để là mà kêu gọi cho tất cả ai là người biết thì giác ngộ, để trở về tìm lại cái ký ức của mình, quê xưa chốn cũ. Tại vì có thể là cái cảnh giới ta bà này cũng không phải của mình đó. Mình đến mình cũng không hay, mình đi mình chẳng biết đó. Rồi mình về đâu mình cũng chẳng rõ. Nhưng mà nếu biết tu nhân tích đức và nghe lời Phật dạy, những điều giới cấm của nhà Phật, thì mình biết đây là cái đoạn đường mình phải đi về đến đâu, giờ mình phải như thế nào, mình phải tu làm sao để cho nó rốt ráo trong cái thời kỳ này. Tất cả trời Phật, tiên thần thánh đều hạ sang xuống cảnh giới ta bà này, nhưng mỗi một vị có một cái trọng trách để độ đời khác nhau, không giống nhau. Một người thì giúp thấy độ đời, một người thì bắt cầu bờ lộ, một người thì cất nhà tình thương, một người thì làm tất cả những việc là của Phật pháp, đều là chư Phật mười phương là thị hiện xuống hết. Tại vì thầy có nói là cái thời mạt pháp này là Phật Thánh Tiên cùng nhau xuống thế, mà ẩn sắc phàm mới tế độ chúng sanh. Mà mình thì cũng mang sắc giả, sắc trần, thì các bậc ngày xưa cũng từ có cái sắc phàm mới đi đến tu, mới đi đến tới cái nơi là gọi là Thánh Tiên. Thì bây giờ chúng sanh ta cũng vậy đó, cái thân chúng ta cũng vậy, cũng phải tu, cũng phải biểu hiện những cái tính cách, những cái đạo đức, cái nền văn hóa của là Phật pháp, thì để mình tu, để giác ngộ mà nghe những cái lời Phật dạy. Bây giờ dễ tu lắm, bây giờ lên Google ai cũng có những cái máy, rồi những lên những cái clip, rồi cho cô bác xa gần, các nhà sư cũng đều là thuyết pháp cũng rất nhiều, mà các tu sĩ cũng nói đạo rất nhiều, và cư sĩ cũng là biểu hiện những cái nền đạo đức gọi là phước huệ song tu đó, rất là nhiều, chứ không riêng một vị nào. Bất cứ một vị nào xuống cõi ta bà này là có cái thân hình này mà biết giác ngộ, thì những bậc đó là chân tu, những bậc đó là hàng thánh nhân, người ta mới là giác ngộ, người ta mới tu, người ta mới tìm tới cái con đường bất sanh bất diệt, là tìm tới con đường giải thoát, để chi, để lợi cái tấm gương để sau này cho hậu bối, sau này cái tớp anh em, chú huynh đệ, những đứa em trẻ trẻ mà nó còn đang là hụt hẫng,
nó cũng phải giác ngộ để nó nhìn thấy cái tấm gương của những bậc đi trước mà tu. Tại vì Đức Phật nói xưa kia có phải 500 dù cho hút sắc ngàn năm vẫn còn, cái đạo Phật không bao giờ mất. Đạo Phật là trường tồn mãi mãi không bao giờ mất. Tại vì chúng ta tu á, thì chưa có đi đến cái chỗ gốt gáo thành Phật chứng quả. Nhưng mà những có các bậc tiền bối ngày xưa người ta tu, người ta tìm tới cái chân lý là gọi là giải thoát. Tại vì Đức Phật nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thấy sắc màu cũng không. Và nói cho bổn đạo vỏ lòng ấy là chân chánh mới hồng nhân gian. Thì đạo Phật mà, đạo Phật thì tất nhiên là tìm tới cái khổ hạnh. Cái khổ hạnh mới gọi là đi đến cái là con đường giải thoát. Tại vì người ta diệt được những cái tham sân si ái ố, tham vọng, người ta mới tu, người ta tìm cái con đường là trở về cái bổn gốc. Giống như Đức Phật nói là tìm làm sao cho được chủ nhân ông, còn ẩn núp trong dòng sanh chúng. Chủ nhân ông là ý muốn nói là cái tâm chừng nào không còn là bất di bất dịch nữa, là mình mới thấy được cái tâm mình là đạo Phật của mình không. Còn sân si, còn ái ố, còn thịnh nộ, còn ham muốn, còn dọc, còn đủ thứ thật vật trên xã hội này thì cái đó là tà với chánh còn đang trà trộn. Người muốn tu phải sống lập mình, cho nên bây giờ phải gắng cố gắng để tìm tới cái chỗ là cái đường tu. Tu như thế nào? Tu thì hãy nhìn lại cái bản thân mình và cái tâm mình, nó còn thiếu cái gì, nó còn chưa được cái gì, nó còn hao hụt cái gì, nó còn phí cái gì, nó còn u cái gì. Thì mình mới hàng ngày tu quán tưởng, quán chiếu lại cái thân mình. Và những mấy lâu nay mà mình cứ nói mình tu hoài mà mình cũng chưa được cái gì. Và Ngọc Huệ Minh thì cũng xin chia sẻ với cô bác xa gần vậy thôi, chứ thật ra Ngọc Huệ Minh cũng chưa được cái gì. Nhưng mà anh em YouTube đến thì hậu thì Ngọc Huệ Minh chỉ biết bao nhiêu thì từ trình bấy nhiêu. Cũng xin cô bác xa gần cũng nghe được cái clip này, cũng quan điểm quan xã có gì chưa được hoàn mỹ và thiếu sót gì cũng quan điểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Ngọc Huệ Minh, từ lúc mà ngài thầy Thích Minh Tuệ đó có mặt kiểu tại thế gian này, mà chị ái mộ thầy, cái hạnh của thầy nó như thế nào, chị có thể chị nói ra chỗ cho anh em của tôi cùng học hỏi thêm không? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái mà Huệ Minh mến mộ thầy Sư Thích Minh Tuệ là cái điều thứ nhất là dám hy sinh buông bỏ, dám đại hùng là buông bỏ hết những cảnh vật của thế gian này mà đi tìm cái con đường khổ hạnh, đầu đội trời chân đạp. Tại vì những cái bậc này là người ta là toàn giác ngộ, mà cái chủng tử người ta đã có nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ cái chủng khí người ta đã trở lại. Cho nên Ngọc Huệ Minh quý là điều thứ nhất là dám hy sinh đại hùng buông bỏ. Điều thứ hai nữa, dám hành cái hạnh khổ hạnh mà buông luôn cả vật chất tinh thần để tìm tới cái chết. Nhưng mà thật sự là cái chết là cái con đường của Phật. Chết mà không chết, chết cái phàm nhập cái thánh. Chết cái phàm nhập thánh đó là tại vì buông bỏ là cái phàm là đã chết rồi. Cho nên được cái sự là chư Phật mười phương để là ban cái phúc báo, ban cái tướng hảo, ban cho có một cái trí tuệ để là sư Minh Tuệ đi quần quá đồng sanh. Cái điều thứ ba nữa đó là sư Minh Tuệ không diệt được cái sân si, tịnh độ, ái ố, là đi theo cái con đường của Phật, là chư Phật mười phương. Mà cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là ngài Thái Tử mà còn buông hết cả lầu đài điện ngọc, vợ đẹp con ngoan mà vào vườn tu khổ hạnh. Thì bây giờ cái hạnh của sư ngài Minh Tuệ cũng đi theo con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên mặc dầu là ngài không có gia đình là gia thế ông tử, nhưng mà cũng có cha mẹ thân bằng quyến thuộc, mà ngài đã dứt áo cà sa, dứt ra là khỏi cái cảnh đời để mà cái cảnh tam đồ khổ, mà ngài tìm tới cái con đường giác ngộ. Thì đây là một cái ánh sáng của Phật pháp, mà cái hào quang của chư Phật gọi mười phương đó, đạo pháp xem qua chớ gọi thường, nghiên cứu nghĩ suy từng nét giống, cố công gìn giữ tánh thường luôn. Thì đây là điều thứ nhất mà ngài Thích Minh Tuệ đã đạt được.
người đạt được những gì, dù cho bất cứ đối diện, dù ngoại cảnh hay nội cảnh, thì Ngài cũng không có sân si. Không có sân si là khi mà Ngọc Huệ Minh xem những cái clip là Ngài đang đi hành pháp đó, đang đi khất thực đó, mà cô bác đông quá vì mến mộ cái hạnh của Ngài mà đông đảo quá, mà chen lấn quá, mà Ngài vẫn đi không có vung động. Cái thứ nhất là không có ỷ lại cái bản ngã ta đây. Cái thứ hai cũng có không có sân si gì chen lấn quá mà làm cản đường cho cái chuyến đi của Ngài. Cái điều thứ ba nữa là Ngài đem cái lòng từ bi, Ngài nói những lời nói rất quan trọng, cho nên xứng đáng là một bậc chân tu. Còn cái chứng đắc hay không là tự chư thiên biết, Phật biết. Còn Ngọc Huệ Minh không dám ghét vào vô cái chỗ là Ngài đặt đạo, nhưng mà trước mắt là Ngài thể hiện những cái tấm gương, những cái biểu hiện là lòng nhân, với lại là quyết chí tìm con đường tu để tìm đến cái chỗ là giải thoát, đem cái tấm gương ánh sáng của Phật pháp mà khắp cả mười phương, khắp cả là các nơi và các nước đều nhìn thấy cái hình ảnh này, mà dù cho đến cái thời thế kỷ nào cũng vẫn còn lưu lại lại. Cho dạng từ sau là Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chị sư tỷ Ngọc Bội Minh, mà làm sao mà mình biết đó một vị thánh nhân đó xuất thế như thế nào, mà có thể chị cho anh em tôi biết được chị Ngọc Bội Minh? Tại vì một thánh nhân mà xuất thế đó là ngày xưa Đức Phật có nói là bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc mà đó là một thánh nhân. Rồi cái điều thứ hai nữa, cơ trần bất nhiễm là người thánh, mà lẫn tục từng mê mới chứng bậc thánh. Dạ, hai cái lời này là của Phật Đại Đại. Thì mình cứ nương vào đó để mình quan sát. Một vị mà người ta đã quyết buông bỏ hết thì một bậc thánh nhân người ta mới làm được. Chứ còn thà mình còn ham, mình còn ham danh lợi của tiền tình, tất cả dân dân vật chất là nó là bốn cửa để nhốt mình. A Di Đà Phật. Thì em cảm nghĩ đó chị, thì ông thầy Thích Minh Tuệ đó, ông đi hành khắc vậy đó, thì ông không đụng chạm bất cứ một ai, nhưng mà anh thấy cũng có nhiều người đó phê bình Ngài, nói Ngài như thế này thế kia thế nọ, mà chị nghĩ vậy đó có lời nào để mà động viên và khuyên bà con bác ta không, những người làm lỗi vậy đó chị Ngọc Bình Minh? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Cái sự hiểu biết của Ngọc Huệ Minh thì như thế này, xin chia sẻ với Vũ Đông Phương như thế này. A Di Đà Phật. Đức Phật nói bởi chúng sanh không có đồng đẳng, cái sự hiểu biết giác ngộ của mọi người nó cũng không đồng đẳng. Thành ra mỗi người đều ai cũng có một cái sự cảm nhận, một có cái sự mà nhìn, nhưng mà nó không có đồng ngôn từ. Tại vì cái ngôn từ là cái biểu hiện, cái biểu hiện là cái tính cách. Cái tính cách là cái đạo đức của con người. Ví dụ như bây giờ mình không thích ông Sư Minh Tuệ thì mình cũng dùng bằng cái ngôn từ nào cho nó đạo đức hơn. Bây giờ mình cũng không có nên đối chuyện như thế. Tại vì màn này là dù lời nói như thế nào chăng nữa nữa cũng phải tích một cái phước, tạo một cái đức. Có phước mới có đức, mà có đức nó mới thành cái phước. Cho nên là những bậc chân tu mình đừng có động tâm, đừng có nói, mình phải nên tán thán công đức để chi vậy, để cho mình có cái công đức để mình hưởng chung. Người ta trồng cái cây, mà cái cây người ta là cái cây cổ thụ, mà mình tại sao mình không có dùng một cái gáo nước để mình tưới vô cho cái cây nó xanh xươi nảy nở ra, để mình làm một cái cây tàn cổ thụ, mình che nắng che mưa cũng vẫn được. Đây là Ngọc Huệ Minh nói về cái lý mà để diễn sự tùy tùy theo cái sự cảm nhận của cô bác. Gia đình Ngọc Huệ Minh thì cũng không có dám mà nói gì cho nó xa hơn nữa, là vì Đức Phật cho biết là bởi chúng sanh không có đồng tận tận, thì thành ra cái sự giác ngộ hiểu biết của tất cả các chư huynh đệ cô bác xa gần nó không có đồng chung tiếng nói, giống như là chung ngôn mà nghịch nghĩ đó. Ta biết rằng ta nói câu nói đó, thay vì nói câu nói gì để nói cô bác ơi, mình gắng ủng hộ tinh thần cho Sư Minh Tuệ, dù bây giờ kiếp này Ngài không đắc đạo, nhưng mà phải có tương lai Ngài sẽ đắc. Tại vì Ngài dám buông bỏ là dám chứng đắc.
Nhưng mà ví dụ như kiếp này chưa đầy đủ cái phước duyên, cái hạnh nguyện chưa đắc thì nhiều kiếp sau đắc, đắc. Tại vì cái hạt giống từ bi này không thể nào mất. Chứ mình không nên dùng một cái cá nhân, cái ý riêng của mình mà mình gọi là mình chỉ trích hay là hoặc là mình đúng. Thì tại vì cái cây cổ thụ mình có đúng mấy trăm nát dao cũng không có đứt được đâu. Chị Ngọc Quỳnh Minh, thì em trở qua cái đề tài của thầy. Thầy ổng nói cái câu này mà em suy nghĩ hoài mà không biết mà có suy nghĩ đúng không. Ông nói bổn đạo đông đó chị Ngọc Quỳnh Minh, chuồng vong chở không đầy. Mà ý nghĩa này nó ổng, ý nghĩa này ổng phiên bổn đạo như thế nào mà ổng nói như vậy đó, chị Ngọc Quỳnh Minh. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lời của chủ Đông Phương hỏi thầy nói cái câu nói là bổn đạo thì đông mà chở xuồng dông không đầy. Bổn đạo thì bây giờ cái đạo Hòa Hảo và cái đạo Bổn Sơn Kỳ Hương nó lan rộng tới năm châu bốn biển, chứ không riêng cái đất nước nào. Nhưng mà cái đất nước Việt Nam này là cái đất nước gọi là thầy giác ngộ, thầy khai thác, thầy khai mở cái đạo là Bổn Sơn Kỳ Hương và cái đạo Tứ Ân Hướng Nguyện. Cho nên là thầy hiểu rằng mình là chúng ta là tu nhân tích đức, giống như tu đền nợ thế cho rồi ngày sau mới được đứng ngồi tòa sen. Tu làm sao để đền cái ân, một là cái ân tam bảo và cái ân đồng bào nhân loại và cái ân tổ tiên cha mẹ và cái là phu thê ca phụ tử ca quân thần ca. Cho nên là chúng ta tu đây là tu cái nhân đạo. Nhân đạo là cái đạo chồng vợ, cái đạo cha con, cái đạo là huynh đệ bạn bè, người phải đền bằng cách nào. Đền cái ân, ân cha nghĩa mẹ sinh thành, mỗi ngày nuôi dưỡng cái thân mình lớn khôn, làm sao cho được trường tồn, rồi làm sao cho được linh hồn tồn sinh. Rồi trên thì có đấng cao minh, Phật thần tiên thánh, quay linh nhiệm mộc, quả thông tất cả đâu đâu, sách kinh để lại cho đời hậu lai. Hãy xem coi đó hàng ngày, tu nhân hành thiện, cứ rước phước dài ngày sau. Trên thì có đấng tối cao, cha trời mẹ đất, ngày nào cũng độ ai, cho ta sớm tối sửa sai, cuộc đời tươi sáng mới rạng ngời tu danh. Rồi tu hành đừng có cạnh tranh, giật giành thế sự mà cảnh đời nó mất tâm. Gán tu nhân đức làm lành thì sao sẽ được thành quả công. Thì cái đạo á thì mỗi người chúng ta ai cũng có biết về cái đạo. Thì làm sao tu á thì dùng niệm Phật, lời Phật dạy thì giúp thế độ đời, ai có của thì giúp của, ai có công giúp công, rồi ai có lời hay ý đẹp thì cứ chia sẻ tình thương, đừng có làm những điều ác, cũng đừng có ỷ lại rồi ỷ khôn thì hiếp những người khờ khạo. Rồi những nhà giàu đừng có xem thường những nhà nghèo. Rồi anh em mình cứ tương trợ, rồi thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Là đó là lời Phật dạy. Còn lời mà làm không có đúng như lời Phật dạy thì mới gọi là chở xuồng vong không đầy. Tại vì vong sư phản đạo, gọi là làm tu mà mượn cái danh nghĩa của Phật, là mượn cái đạo mà tạo cái đời, thì cái này nó còn khó nữa. Cho nên Đức Phật không có nhìn là vì sao. Đức Phật nói ta chỉ vậy để mà các nhà ngươi không có tu theo ta, cứ mượn cái danh nghĩa của ta mà cứ làm theo cái ý mình không à, rồi lo danh lo lợi, rồi mượn là đạo mà tạo cái đời, thì thành ra cái này Phật chê, Phật không có nhìn, Phật không có rước. Nam mô A Di Đà Phật. Chu kỳ thầy tổ nói chị Ngọc của Minh, chu kỳ thờ mạt pháp này
mà mình tu cái pháp môn nào để mà cho mình trở về con đường chánh đẳng chánh giác được đấy chị Ngọc Huy Minh. Chứ em có nghe thầy nói ta bà khổ, ta bà lắm khổ, phiên bao người xét cho tục cổ chỗ, tịnh độ vui với tịnh độ ngàn vui, mà tịnh độ vui như thế nào mà ngàn vui như thế nào á, chị Ngọc Huy Minh thầy nói cho bà con người ta để bà con người ta hiểu trong cái chu kỳ cuối cùng á chị. A Di Đà Phật. Tu cách nào mau thì Đức Phật cho biết rằng trong 4 vạn 8 ngàn pháp môn tu thì bây giờ rút ráo nhất là chỉ cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái pháp môn tịnh độ là nơi cứu cánh. Đi đứng nằm ngồi gán niệm chớ quên, chẳng đợi gì thần thật, là chữ Nam Mô, chữ lục tự, trì tâm bất diễn thì lâm nguy của kẻ của mình nha. Niệm A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà mới phóng hào quang, thì có 48 lời thệ nguyện của Đức A Di Đà. Bất cứ trong cảnh giới ta bà này, bất cứ một vị nào trước khi lâm chung mà niệm cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dù ngài ở nơi cảnh giới nào cũng phóng hào quang không tiếp độ. Thì cái pháp môn niệm Phật này là nó thù thắng các pháp, rồi cái còn là trợ lực thêm thì ăn hiền ở lành, làm các gì từ thiện, tránh những điều độc ác. Đó là trợ thuộc cho những cái phương là tiện để cho những người tu mà trong cái thời kỳ này, đó là một cái hạt đạo. Còn niệm Phật là trở về với nội tâm, trở về với chánh định. Cho nên gán niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì Đức Phật cho biết rằng là ngày xưa 6 chữ lạnh tanh đó, bây giờ gán niệm vô gành để xem. Là xem cái gì? Xem lại mình coi mình là mình niệm bữa nay mà có nhiếp tâm hay không, mình niệm bữa nay mà mình có vọng tưởng hay không, mình niệm mà mình có chánh định hay không, hay là mình còn suy nghĩ về là bên ngoài tạp nhạp. Tại vì bây giờ cái thời mạt pháp này là cái nghiệp nó dày mà cái phước nó rất mỏng. Thì cái phước á, mỗi ngày chúng ta trong cuộc sống quằn quại là gì, chạy đôn chạy đáo cũng vì cái gì, vì miếng ăn, vì sự sống, vì nồi cơm, mà ít có thời gian để tưởng nhớ tới Phật, để là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đừng nói tới cái chữ tu, cái tưởng tu này nó rất là khó, nó không phải dễ đâu quý vị ơi. Nhưng mà mình biết, tại vì mình biết đó là cái thời kỳ này á, là cái gì trên thế gian này có là điều giả tạo, chứ không có thiệt sở hữu gì của mình. Như cái thân của mình nó cũng không là của mình nữa. Nếu của mình trường tồn vĩnh cửu thì mình biểu nó đựng bệnh, nó đâu có nghe lời. Nó nghe lời mình nó đựng bệnh rồi. Mình biểu nó đựng đau thì nghe lời mình nó cũng không đau. Mà mình biểu nó thôi bữa nay nhịn ăn bữa đi, nó đâu chịu. Cũng phải đầu tứ lung tung cho trong trọng chứ. Thì cho nên cái ngũ quẩn của cái thân mình đó, nó dành hết rồi. Nó dành hết cái công đức của mình tạo rồi. Cho nên mình tạo ngày chứ không có bao nhiêu công đức, mà cứ nghĩ mình tạo ngày quá nhiều đi. Cho nên thôi giờ những cái lời chia sẻ này thì mình cũng gửi đến cô bác xa gần. Thôi làm gì bất cứ trong cuộc sống, biết rằng cái tạm giả, nhưng mà lấy giả làm chơn. Rồi đó là một cái phương tiện mà mình để đi qua sông. Đó là chiếc xuồng đó, để cho mình đi qua sông. Mà chiếc xuồng lành, xuồng gắt hay là xuồng tốt, xuồng xấu gì vô nơi mình tạo. Mình gán lắp dò, mình gán két che chai, rồi mình gán là lào đinh lại cái chỗ nào mục, chỗ nào hư thì mình cứ sửa tu bổ đi, để cho cái thân mình nó lành lặn lại, rồi cái trí huệ mình bắt đầu sẽ mở, cái tâm mình mới định, cái tâm định thì trí mở, trí mở thì huệ mới sanh, rồi mình mới biết là cái thân của mình từ đâu đến, rồi khi mình về nơi đâu, mình phải định tâm mình mới thấy được. Để quan sát được thì mình mới là tưởng được. Tại vì cái thời kỳ này tu á mà tịch dưới đó thì khó, tại vì tu quá tưởng thì nó mà. Còn cái định này giống như mình ngồi thiền, thiền định khó, tại vì cái trí của mình nó như con ruộng, nó nhảy lung tung nó không tá la chứ. Nhưng mà mình phải quán tưởng, tu quán được. Tu quán là bất cứ đi đứng nằm ngồi gì quán tưởng gì được. Mà tu định tu thiền khó.
khó tu lắm. Chẳng những các bậc nhà sư trong chùa mà có thể ở học vẫn không định được. Tại vì sao? Cái thời kỳ này là cái thời kỳ kiếm tiền, tiền nhiều quá cũng không định được, tiền nhiều quá bữa nay không biết cất ở đâu nữa, rồi ngày nay mà khổ quá không biết lấy gì ăn nữa, làm sao định không. Nhưng mà quán tụng, quán coi ngày nay mình làm được cái gì rồi, phước đức được nhiêu rồi mình làm tổn thương ai được cái gì rồi, cho nên mình mới quán tưởng mới có tu sửa được. Tu là vốn phải là tu sửa, tu là sửa. Như cái xe mình nó hư chỗ nào mình chạy hàng ngày, nó gơ chỗ nào mình biết, mình có tiền thì mình đại tu để đi mình sửa lại, nó sẽ hoàn mỹ, nó sẽ tốt đẹp lên, rồi mình chạy xa được. Tại vì đây về tới Phật xa lắm, không có gần đâu quý vị ơi. Tại vì cái thân này làm không chọn thì thú hùng nó cũng xé tan hết. Thú kia trên gội mãng xà mà trên rừng nó xuống nó tha dân trần, tất cả biểu hiện đều các chi tiết hết, chứ không phải riêng mà nói là thú là gọi là thú đâu. Xe cộ hàng ngày, tất cả những vật dụng trên đời này biến cố ra đều là nó hiện tượng không. Năm nay chị Ngọc Bội Minh thuộc về năm thìn, mà năm thìn đó thì thầy nói năm thìn là dòng ba múa, mà chị ngẫm nghĩ đây tới mà cuối năm này đó, nó bắt ăn chỗ nào ha, không chị Ngọc Bội Minh. Thì Ngọc Bội Minh theo nghiên cứu về cái mỗi năm. Dạ. Cái năm mà đầu năm mà nắng 8/03 nè, ít có số lượng mưa lớn nè, thì nó từ cuối năm trở về, từ nửa năm trở về cuối năm rất là bị bão tố 03. Tại vì là dồn hết lại cho những cái cuối năm, nếu mà là số lượng mưa mà đều quá thì nó đỡ một chút. Nhưng mà cái năm thìn này thì Đức Phật cho biết là nó sẽ cổ nó nhiều, có biến cố nhiều, có tai ách nhiều, cái lượng sóng mưa rồi bão lụt rồi tai ách rồi sụp đất rồi sóng thần, rồi tất cả dân người dân người sẽ bệnh. Giống như dân hôm rồi thì những năm vừa qua đó là cái dịch bệnh nó đã qua, nhưng mà bây giờ nó sẽ trở lại, nó sẽ trở lại vào cái thời tiết, cái thời điểm gọi là mưa bão. Tại vì cái thời tiết lạnh nó không có độ nặng, không có độ ẩm cho cơ thể của con người mình, thì con người mình mà lạnh quá cũng đâu có chịu nổi, nó phát sinh từ cái con vi trùng đó, nó sẽ bộc phát trở lại. Thì gần cuối clip thì chị Ngọc Bội Minh cho tụi em dạy một bài thơ để cho bà con cô bác nghe cái giọng của chị ấm áp của Hiền Thủy Lợi Cô A Di Đà Phật. Nơi đủ duyên hội ngộ nơi này, dứt đời sinh chúc đông tây vui vầy, bà con cô bác kỳ này gắng tu niệm Phật đắp xây đạo màu, dầu cho Phật ngự nơi đâu cũng là lên xuống độ thi cho ta. Mượn trong từ ngân nga, chúc cho cô bác gần xa một bài, thôi thì đạo pháp hôm nay gửi lời kinh hết dậy thời nơi nơi. Bấy lâu Phật pháp mở đời, dạy phiên người đạo tu hiện đừng lơi,
Di Đà tưởng niệm để thảnh thơi, sống đời an lạc vui chơi mới màu. Ít câu xin gửi đượm sâu, nguyện cầu ân đức tay lâu mẫu thương, độ cho tất cả hết tai ương, năm thành vượt khỏi được dẫn dương qua ngày. Thì hôm nay Ngọc Huệ lộ khai, chúc cho cô bác trong ngày lắng nghe, ắt là sẽ đến mùa hè, chúng dân khổ cực không ngày nào nguôi. Bao nhiêu cái cảnh ngậm ngùi, đào đồng đúng quen tới lui chùa chiền, để mà hướng khói vì thanh tiên, cầu ẩn đức Phật độ yên cho khắp miền. Thôi đến đây Ngọc Huệ cầu nguyện, thánh thần tiên Phật khắp miền dân du, độ người sớm tối công phu, hai thời lặng lặng xì nhu đắc thành. Người độ trong cô bác đại thánh, xuống trần phận sự xa gần thành công, đi trở về với mẹ quá lắm, niết bàn tịch tình Phật trong cha chờ. Hôm nay Ngọc Huệ mở lời thơ, chúc cho cô bác hiện giờ ngoài trong, gắng tu sớm tôi hết lòng, lập công chuyển chót cho mây gồng mẫu nghi. Lời lành Phật thánh tiên tri, buổi đời mát hạ khắc ghi để lòng. Tổ nhân tích đức mới mong, thoát dòng tục lì trở về quá lòng. Thôi thì xin chúc cộng đồng một ngày an lạc, hoài mong vui vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô.